cách đó tin được không? Vì anh vẫn yêu thương anh ta hết lòng. Dù bệnh nhân anh ấy có biết bao nhiêu điều sai, mà anh vẫn yêu thương cho sự nhất lại. Giờ anh cũng đâu sẽ chẳng biết làm sao, đành vội trong đôi tay vẫn cúi vẫy chào. Gặp nụ mắt em hỏi anh ơi thì sao? Chỉ là chuyện yêu không phải nói sớm chào. Vẫn giống như mới nhớ anh từng em, cũng giống như là không tiếc anh nay cũng chẳng thương. Khi đến nhà đúng xuống là lúc anh quá trên vai. Ta khuyên anh nên dừng lại đi thôi. Sao cô chẳng qua cứ yêu mãi một người, rồi họ nói như anh là người thế phải. Những khi yêu em anh chẳng thể là đúng sai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số yêu thương dần dần.